Em chào các bác nha. Hôm nay em quay clip cho các bác xem cái vùng ở Gia Lai đất đá nha. Này bắt đầu tháng 5 thôi. Nhưng mà ca hết rồi. Ca mình tới đất ba. Có đất ba thôi, chứ không có nước. Trời hạn hán luôn này. Chết hết luôn. Này thì hôm nay thì giá cà tung lên nhưng cà phê thì lại chết hết rồi. Đây, về căn cảnh cho các bác xem luôn. Rồi sang năm sẽ còn ăn cái gì nữa. Trời ơi, tháng năm này, đầu tháng năm chỉ có mưa một lần, mưa xong rồi lại nắng tiếp. Nắng ba mấy độ để hư hết cả luôn. Hư cái gì mình thì này kiểu như là chết hết luôn chứ. Trời, đi thăm kiểu như là hết thở nổi luôn. Cà này chắc phải nhớ sẽ hỏi các bác đất này nên trồng cái gì cho chắc ăn, chứ cà thì em cũng thấy rồi, các bác cho em ý kiến nhé. như này chắc sang năm đỡ phải hái được các bác ạ. Bye bye các bác nhé, các bác cho em xin like một đăng ký kênh.